Lắp quay cái chèo ở đây nè, đúng thôi, bàn xung quanh mô vô chứ đừng có đảo cục đất thịt đó, bàn xung quanh mô vô rồi. Xin kính chào bà con nông dân, chào mừng bà con quay lại với kênh đánh giá phân thuốc của tôi. Thì hôm ngày lâu quá tôi không có làm clip cho bà con xem về những cái sản phẩm trên thị trường, do là dịch bệnh quá đi tôi không có đi mua những cái sản phẩm mà test cho bà con xem được. Thì hôm nay tôi sẵn đây lên để chia sẻ cho bà con về cái thuốc cho sầu riêng mới trồng. Thì ai cũng nhiều người hỏi thì cái sầu riêng vừa mới trồng xuống thì mình gãi phân gì và phun cái thuốc gì để mà cho cây sầu riêng nó được tốt. Thì hôm nay tôi sẽ vừa đi thăm vườn mà vừa cho chia sẻ kinh nghiệm của tôi cho bà con nông dân xem luôn, sẵn cho bà con thấy về cái sầu riêng của tôi mới trồng. Hôm nay là làm người thật việc thật, tại do tôi đa số là tôi trồng chanh không mà bà con thấy sau lưng tôi là vườn chanh thì cái sầu riêng tôi mới xen vào đây. Thì cái sầu riêng này là đúng 24 ngày thì tôi trồng bữa 6 tại tháng 9, bữa nay là 30 tháng 9 rồi. Thì tôi cũng thấy nó đã ra cái cây này rất là đẹp rồi. Sẵn đây tôi sẽ quay cho bà con thấy và tôi sẽ nói luôn về cái thuốc tôi sử dụng. Bây giờ mình sẽ đi vào cái những cây sầu riêng tôi mới trồng nhé, xem coi cây sầu riêng tôi trồng thấy nó ok không nha. Đây là cây sầu riêng tôi mới trồng đúng 24 ngày, từ ngày 6 tại tháng 9, bữa nay là 30 tháng 9 rồi. Đây bà con thấy đó, cái cây giống này nó cái thân hình ở dưới nó hơi ốm nhưng mà không sao, ở trên phần dài ở trên nó rất là đẹp. Đa số cây sầu riêng nó phải có cây dày cây khác là chuyện bình thường. Thì đây là cái thuốc mà tí nữa tôi sẽ chia sẻ, thì tôi mới phun cái đúng một cử này thôi đó, tôi không có phun cái gì khác. Thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ sau, bây giờ tôi sẽ cho bà con tham quan về cái vườn của tôi cái nha. Đó, sầu riêng đây là cái vườn chanh của tôi, nãy nó ra cây đọt rất là đẹp rồi. Đa số thuốc sầu riêng này là tôi lấy từ cái thuốc chanh đi qua thôi, tôi không cần đi mua thuốc gì khác hết. Này, nó rất là tốt rồi.
không thấy không? 2 tháng bữa nay nó đã đâm đọt ra nè. Thì mới phun cái cử thuốc gầy á, thì dưỡng cộng vô này kia đầy đủ luôn đó, thì nó mới được có 4 ngày đó, nó cũng mới 4 ngày thôi. Các bạn thấy không? Đã đâm đọt rất là ok nha. Nó đang ra cây đọt. À, đi theo những cái cây tiếp theo coi sao. Sẵn đây cho bà con thấy luôn. Đây là cây bị dặn lá tháo rễ nè, mà tôi có làm cái clip rồi nhưng tôi chưa có up lên cho bà con thấy. À, tôi đã điều trị nó rồi đó, hôm nay nó ra đọt non nó không có bị nữa. Ha. Đa số trên cây sầu riêng á, thì giai đoạn đầu này là bà con không có cần rễ phân nha bà con, không cần rễ phân gì nhiều hết á. Đa số là rải cái hữu cơ đó. Đó, bà con thấy đó. Để bà con thấy nè. Nó bên nội đâm ra cái cây đọt khác rồi nè. Nè, đâm ra nè. Đó, nó đâm ra nè. Hồi hôm bữa nó mới vừa vú cái lưỡi giáo rồi tôi bắt đầu tôi phun cái thuốc gầy kìa. Để không là mấy con gầy nó chích nó hút hết. Đó, bà con thấy không? Nó đang đâm ra nè. Thì cái cây đọt này tôi sẽ bảo vệ. Khoảng 4-5 ngày nữa là tôi sẽ phun cái thuốc gầy tiếp tục. Để tùy theo cái số lượng gầy nha. Để chắc ăn thì bà con cứ phun. Nó cũng không có nhiêu tiền đâu, cái giai đoạn này thì phun có 1-2 bình thuốc à. Thì đa số các bà con á là cái việc mà phun mancozeb rất là nhiều. Đa số bà con hầu như ai cũng phun mancozeb cho cây sầu riêng hết á. Mà cái cây sầu riêng mà con phun mancozeb quá nhiều nó có thể gây bị cháy cái chắp lá. Vì nó nóng tôi cay dữ lắm. Tôi thì tôi không có xài cái những cái loại đó, tôi chỉ xài cái hũ vi sinh hồi nãy bà con thấy thôi. Thì đấy tôi sẽ chia sẻ về cái sản phẩm đó. Bà thấy không? Bây giờ nó đã đâm ra những cái đọt rất là nhiều rồi. Đây là cái mô hình mà trồng cái chanh. Cái chanh là cây chính nha. Rồi sầu riêng. Đây là cây vú sữa hoàng kim nha. Cây vú sữa hoàng kim bên đó rất là đẹp. Đó. Đây là vườn sầu riêng mà mình mới trồng hôm nay được 24 ngày rồi. Mọi người thấy không? Cái này ra cây đọt rất là ok nha. Đó. Mới 24 ngày nha mọi người. Tôi lên cái mô không có to, không cao. Tôi lên vừa thôi. Để mai mốt tôi sẽ dùng đất thêm. Phần cái clip bờ clip của tôi đã cao rồi thì tôi không có cần làm về cái mô cho nó cao nữa, tôi làm vậy là vừa đó. Thì tôi sẽ làm, tôi sẽ chia sẻ về cái cách trồng hôm trước của tôi đó. Tôi có quay clip lại thì trong quá trình đó tôi sẽ chia sẻ cho bà con nông dân để cho bà con thấy cái cách tôi trồng luôn, nó có khác biệt với bà con không. Mình giao lưu chia sẻ thôi, cái nào hay thì mình cứ áp dụng. Đây nè, thấy không, nẹp đọt là lại rồi, đầu chai lên rất là ok, ổn đó. Cây đọt ra về là thấy ổn rồi ha. Rồi bây giờ tôi sẽ quay vô, tôi sẽ chia sẻ cái thuốc mà tôi sử dụng nha. Rồi bây giờ là tôi sẽ chia sẻ về cái thuốc mà tôi đã sử dụng đúng một cử rồi đó. Rồi ngày 4 ngày trước đó. Ha, vào lúc 20 ngày sau khi mà tôi treo cái cây đó. Tôi chỉ phun cái bộ này thôi. Là cái Eco 86 này. 2 muỗng cho một bình. Ha. Tính ra thì nó không được 5.000 đâu. Còn cái chai BK này nè. Cái chai BK này thì tôi quýnh 25C cho bình máy, bình điện á. Tại sầu riêng nó nhỏ quá tôi không có pha phi mà tôi xài bình nha. Thì đây là cái loại thuốc nó chủ yếu là lân với kali thôi. Nó là giúp cho cây của mình nó có cái sức đề kháng rất là mạnh. Đặc biệt là mình mới gieo trồng xuống thì mình làm cho cái cây của mình nó khỏe thôi. Nhìn bà con thấy cái cây của tôi nó mới 24 ngày thấy nó rất là cứng cáp nè bà con. Còn đây là cái thuốc mà cái trừ sâu giả bùa và gầy luôn. Nó có cái hoạt chất lozunong rồi nè. Nó làm nó diệt được những cái con gầy luôn. Đặc biệt là cái con gầy trên sầu riêng.
nhưng mà cái giai đoạn nhỏ tôi lấy cái thuốc cho chanh một gói này một bình cho nó tiện thôi, chứ nếu mà mình xài thì trừ khi gầy nó quá nhiều mình mới xài cái lỗ này, do cái này nó cũng khá là mất tiền. Nếu mà một phi bà con quy ra thì tầm khoảng 100 đến 120 ngàn, thì thường thường tôi xài một phi là khoảng 6 gói này đó. Còn cái này là mình xài bình nên mình xài một gói thì mình không có ngán tiền, một gói nó chỉ khoảng 20 mấy ngàn thôi đó, bà con có thể mua để mình xài được vừa sâu giả bùa mà vừa cái con gầy được nha. Thì tôi sẽ phun đó, bà con thấy cái hiệu quả nãy giờ, thấy tôi phun 4 ngày đó, bà con thấy cái cơ đọt của tôi rất là thành công, nó không có bị gầy tấn công. Đặc biệt là bà con hay sợ nhất là cái con gầy trên cây sầu riêng, sợ nhất là con gầy nha. Đây, cái này là đặc biệt đặc trị gầy nâu, tôi xài cho nó tiện mà thấy nó cũng khá hay. Nếu bà con mà ở những cái nơi mà bị dịch gầy xanh mà nó gây hại sầu riêng đó, thì bà con có thể xài cái này để nó lưng phiên thôi với những cái sản phẩm khác, cho những cái sản phẩm khác trên thị trường bây giờ. Gầy là cái con gầy xanh nó cũng đã gọi là kháng rồi, nó cũng gây hại cho bà con cũng khá là đau đầu nha. Thì đó là những cái ba cái sản phẩm mà tôi xài nha. Thì nó còn thêm cái nếu bà con có cái sản phẩm mà cái thành phần 31 11 đó, thành lân kali đó, đạm 31 và lân 11 kali 11 đó, thì bà con có thể cộng thêm vô để cho cái đọt nó ra nó có thể mập hơn nha. Thì đây là ba sản phẩm chính mà tôi xài cho cái cây sầu riêng mà được rồi tôi có phun đó. Tôi sẵn tôi phun cho cây chanh thì tôi phun nó luôn này, nó bà con thấy không, cái cây đọt ra là nó không có bị gầy tấn công nha, không có con gầy nào hết. Cái gói gầy này nè, cái gói gầy này nó lưu vẫn rất là kéo dài, nó hơn 14 ngày liền, mà tôi có cộng cái chai trợ lực nữa, thì như vậy là nó kéo rất là dài, cho bà con cứ an tâm mà sử dụng thôi, nó không có sợ về con gầy tấn công nó bị sơ chìa nữa. Thì đó là những cái sản phẩm mà tôi muốn chia sẻ đến bà con nông dân trồng sầu riêng. Thì bà con có thể tìm mua những cái sản phẩm như thế để mà sử dụng cho cây sầu riêng mới trồng của mình, thì có thể thay thế được cho cái manh của dép đó, cái sản phẩm Eco 86 mà tôi chia sẻ cho bà con nông dân. Đây, thì bà con đã xài chẳng cái sản phẩm qua cái nấm vi sinh như thế này rồi á, thì bà con không cần phải mà xài những cái loại như manh của dép và những cái, tất cả những loại thuốc bệnh qua bằng học khác, bà con chỉ xài cái loại này thôi. Thì cái vườn chanh của tôi đó bà con nãy giờ thấy đó, không có bị bệnh rễ, không có bị bất cứ một cái bệnh gì hết, chỉ có một hai cây nó bị vàng lá thối rễ thôi, thì đó là vẫn đương nhiên nó phải có thôi, chứ không phải nào mà không có được. Thì cũng đã trị xong, thì hầu như là những cái bệnh trên lá là không có bị bất cứ một cái bệnh gì hết. Tôi xài duy nhất chỉ có cái loại thuốc trị bệnh này thôi, nó vừa có tác dụng trị bệnh mà nó có vừa có tác dụng làm cho cái cây mình nó khỏe, cái đọt mình nó ra rất là mập, rất là tốt. Thì đó là những cái sản phẩm mà tôi xài cho cái cây sầu riêng của mình, cũng như là những cây chanh xung quanh vườn của tôi. Thì đó là những cái mà tôi muốn chia sẻ đến bà con nông dân. Kính chúc bà con nông dân có những cái sản phẩm tốt để mà sử dụng cho cái vườn cây của mình, đặc biệt là cây sầu riêng. Kính chào.